Thì nãy giờ thì mình cũng cần cá xong rồi, giặt cào xong luôn rồi các bạn. Thì giờ mình xem mấy ông anh mình, đây có chiếc trước đang giặt cào đi, có hai người thôi. Ở hai người kéo gã trước vậy đó, mình cũng xịt vậy đó. Có cây ngang á, gác ngang kéo lên xịt nó rất là mau. Cái này nắm tay nắm xịt nó hơi lâu các bạn. Đó, đang xịt đó. Ở cái bơm có máng các bạn đó, cũng quá mạnh luôn á. Chạy quá trời dơ luôn rồi. Bơm nó xịt cũng mau ra. Đây ở bên đây ngang bên mình thì cũng đang xịt nữa đây. Đó đang xịt mỗi người một ống. Mỗi người xịt một biển cào á. Đó đây mình thấy có chiếc vỏ composite đặt lú. Đặt lợp đi hai người thôi. Nó mới kéo lợp xong rồi đang chạy vô các bạn. Cái này bão mưa á, đi hai vợ chồng á, và chị thì ở trước rồi đây, chạy vô dàm á, đây trong này có cái hông dàm đây, hông dàm nằm trong này á bạn, à, đi vô trong này căng đồ, giữa trong bơi ship. Cái nén của mình bên đây ra hơi yếu, xịt cái này cũng hơi lâu quá, nãy ra ăn lượt với mình đó mà mình xịt xong nãy giờ rồi. Bên đây xịt như là đấy là mấy cái nửa cây à, hơn nửa cây chút à, gần tới cái đầu dế ăn trước rồi. Bên đó thì có ba người, hai ông bạn với một người tài công nữa. Bên kia giặt chắc xong bây giờ mình thấy kéo cái đuôi lên rồi đó. Cái ống yếu quá mới cầm một tay được, cái ống bên mình là cầm hai tay mà một hồi là còn mỏi nữa các bạn, phải đổi tay nữa, một hồi là phải đổi kiểu nữa, không mà cầm là chịu không nổi luôn. Mới đầu mới thì cầm được, cầm một hồi cái đầu nó mỏi tay á, thì yếu xìu à, nó đẩy ngược trở lại, ve ngược trở lại luôn. Bên đây xong một cây rồi đó, kéo về trước nó chóng á, dễ xịt ra chỗ cái cabin trước, nó mở ra mà lòn cái chữ A trước cái cẩu dép lên kìa, mở ra cái lòn lên cái đó nữa xịt cục mau nữa. Để hôm nay thì mình neo sát trong cái hòn này luôn. Hòn nào không biết kêu bằng hòn gì nữa các bạn. Hòn này quá nhiều luôn rồi. Nhớ nổi nha mấy cái hòn này luôn các bạn. Đang ngoài là im ghe luôn. Ngoài đó thì có chiếc ghe lợp đây, composite vỏ cũng bự. Hai vợ chồng đang chạy vô cái này, chắc bổ lú xong rồi chạy vô nè. Không thấy lửa cá luôn.
mà trên vỏ thì không có lợp đó bà. Đó, đang chạy vô trong mé này nè. Ở đây thì ghe thứ vỏ thứ này rất là nhiều quá. Lợp cái này mùi bắt nó quánh gần gần trong mé. Giờ rồi mới xích vô tới đây mà còn lắc nữa bà. Đó, lái luôn. Lái chuyện cái tay lái gần trước nè. Đang nữa đang vừa kéo vừa lái luôn á. Đó, bà chị đang ngồi lái nè. Nó cầm cái cây thục thục đó là lái đó các bạn. Đó, thục tới thục lui đó là điều khiển cái bánh lái đằng sau nè. Bớt ra tới cái vỏ kia, hai chiếc chắc neo chung quá. Đó, đây chiếc nữa nè, chắc neo chung với chiếc này. Đó, gần tới ghé lại đưa cho anh chồng lái rồi. Ngoài trống thì chạy được, ghé chắc không được ha. Đó, anh bên kia áo xanh bên kia xịt xong rồi. Ở đầu anh áo trắng bên đây xịt hơi chậm á. Rồi qua đây xịt tiếp luôn. Đấy, bên xíu đó, cái đầu dán trước đó là xong rồi đó. Nén ghê yếu xịt lâu quá mà. Đó, xong rồi đó, trắng tư luôn. Xịt rồi á, kéo lên này xịt mồi thêm một cái nữa bạn, rất là kỹ á. Xong rồi đó, bắt đầu ông anh đằng sau này xịt rửa ghe luôn nè. Rồi bớt ghe đó, vậy là xong rồi đó, đầu cuốn dây lại dẹp ra, bắt đầu là ngủ. Đó, bắt đầu rồi, xong rồi kéo lên phơi nha, phơi cho nó khô. Còn anh này thì cúng vậy lại dẹp à. Mỗi người sáng vô là mỗi người một việc nghe bạn. Kéo ra phơi mỗi người một việc, mạnh ai nấy làm. Cào chạy không có chì nghe các bạn. Hai vợ chồng anh ghe lợp chạy sát vô trong mé đá trong này rồi. À, anh chồng ra chiếc mũi buộc dây gì rồi đưa cho bà chị lái, chắc kiếm đường lên bờ gì đây. Đó, đang lay quay đó các bạn. Quay quay đó, chắc ghé vô bờ đây đá không luôn. Chắc đi kiếm cái gì á. Vỏ con bị xích đó, trong giờ mới chạy ra đó, ra ngoài nãy kiếm chỗ neo á, thì nó cũng hơi xa các bạn.
Cào thấy chưa giặt ha, còn đang chưa trắng các bạn.